Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Buổi sáng hôm nay thì anh em team mình tiếp tục có mặt ở trên bản Tà Chơ và cùng với bà con lấp nốt cái chỗ cống này các bạn. Và sáng nay thì anh em mình cùng với A Quỳnh và A Tuyến nữa có mà mua lên một cái cuộn B40 này để giải vào cái chỗ mặt đường đây. Giải vào mặt đường để đổ bê tông chống lún. Cái này là có kích thước là 10 dài 15m, rộng 1m2. Giải lên đây mà để cái chống lún đấy các bạn. Dưới trên bề mặt đất và mình đổ một cái lớp bê tông lên trên. Cái này thì hôm nào anh Ninh sẽ lên cùng với bà con làm thì mới có thể là đúng kỹ thuật được. Hôm qua là bà con có kè vác đá về kè ở phía bên này giống như bên kia ấy các bạn, thì xếp vào như này thì sẽ không bị sạt đấy. Chúng ta tiếp tục lên phía trên này. Chết khó. Rớt lên khuôn đất cùng bà con đây. Tay thì sao kia? Chào mấy anh em nhá. Xe á? Có thấy phải lái tủ không đi chụp quang đi ạ? À? Hai cái cất lên lại. Sao đấy? Như kiểu này, nó lại ngã lại xe á? Thế có đi kéo không? Không. Cái này là bó thuốc của người Mông mình à? Mông. Sao không ra viện để ấy? Không đi, không có thời gian đi nữa. Đào thanh niên A gì nhỉ? A Chí à? Đi kiếm cho anh mấy cái thuốc đi. A Chí à? Hello A Chí. Mình là A Chí mà. Người ta bảo A Chí. À A Chí. Mi Chính. Mi Chính à? A gì đây? Ở đâu? Chị này hôm nào không gặp nhỉ? À? Ừ, chị này hôm nào không gặp. Kiếm cho em mấy cái sảng đi. Chúng tôi là phải mất. Chị năm bao nhiêu đây? 92 á? Dạ. 92 thế làm em rồi. Đi kiếm cho anh mấy cái sẻng đi. Đây cũng 92 đây. Dạ. Đây 9 luộc. Đây 9 sống. Đây. 92 là bao nhiêu tuổi? 95, 92 á? 29, 30 rồi. Ôi, 50 tuổi này quá là 23 rồi. Em tên là gì? Phạm. Cái gì? Hua. Hua. Chị Hua đấy. Chị Hua. Bằng. Bằng chị Hua. Dạ. Lần đầu tiên anh mới nghe họ Bằng đấy. Bằng bằng. Mày mày và họ tính bắp bằng ấy. Đây, cái này là bác tài của chúng ta đây. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình ốm rồi không nói chuyện được rồi. Mà tình hình về thăm vợ 2-3 hôm thế nào? Về thăm vợ nó phải khỏe lên chứ nhỉ? Phấn khởi hơn không? À, tinh thần là sáng sớm là thấy chỉ có hoa mắt thôi. Một tháng về 2-3 lần thì sao không lại tỏi ra thêm một A Tuyến con nữa quá. Nhà ba công chúa rồi tòi thêm không có gạo để nuôi đâu các bác. À, làm cho toát mồ hôi ra cho con xem. Người ta về thăm vợ thì khỏe ra, ông về thăm vợ ốm. Qua đi nhớ xe phơi nắng từ trên xã xuống đến bến xe Yên Bái mới bắt được mà. Thành cái lý do thế thôi. Ốm cái khác thôi. Về không đi chơi đâu. Sợ kiểu mình đi xa về không ảnh hưởng. Thanh niên tên là gì? An Ninh. An Ninh TV. Oh, An Ninh. Đội anh cũng có ông nào An Ninh đấy. Hai phê à? Em là năm nay bao tuổi rồi? Em năm nay 16. 16. Còn đi học không? Học hết lớp 9 nên là không đi học rồi. Thế bỏ học năm ngoái nhỉ? Nhỉ? Năm nay vợ chưa? Chưa bắt á? Vâng. Hôm nào bắt vợ đi gọi anh đi cùng nhá. Vâng. Xem con nào xinh xinh anh bắt với. Hôm nào về thăm vợ vợ cho ngủ ngoài. Vừa đi thăm vợ về bây giờ đã đòi bắt vợ ở Mông rồi. Mình ra mình không bắt người Mông được không? Bắt người Kinh được không? Được. Cái này em chưa bắt bao giờ mà thế nhỉ? Quan trọng nó có chịu theo mình không thôi nhỉ? Ra bắt người Kinh tụt chết đấy đùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Có hơn tiếng Trung Quốc một tí. Thức vào. Những căn đã lên dãy. Cho xin một xe đi em ơi. Bây giờ thì có ta pê lại của lâu cũng giờ có nó. Ui giời, trời ngay vào giữa đông cứt trâu. Số lại cái chữ đỏ đấy nhá, với một cứt trâu ấy. Nhà chính ở chỗ nào đây? Ở bên kia. Cách đây sao? Không rồi. Lấy mua thịt. Anh đây thì đi nấu cơm đây. Có bọn dạ, anh dạ. Mua thức ăn lên dưới kia rồi. Để đi nhậu á, tí đi nhậu á, đi nấu ăn luôn nha. Tí đi nấu cơm nhà chính nhỉ. Nhà nào cũng được. Đi nhà em đường hết gọi đấy. Vợ gọi rồi. Tí nấu cơm nhà em nhá. Tí em về nấu cơm nhá. Bố ở nhà không? Không. Mẹ ở nhà không? Không. Mẹ vừa đi làm. Tốt quá. Sao lại tốt anh? Đó, tí nữa cho vợ anh hỏi con chú thôi. Sao lại hỏi cho em? Úi giời. Thôi tí nữa. Tưởng bố mẹ ở nhà còn dễ nói chuyện chứ. Tí nữa cho bọn anh nấu nhiều cơm với. Không nói thật đấy, tí nấu quay ra đây nhiều nhiều với nhá. Có thức ăn rồi. Có cuốc không? Cuốc à? Cái cào chứ không phải cái cuốc to. Đây, cán bộ này lười dần rồi, đập cho chắc để được nhiều chuyến rồi không đấy. Đi đường nó sóc nó cứ hơi. À Quỳnh cơ khí là tiêm kiêm lái xe cút quýt. Em thì sao? Em á? Chả biết rồi, bây giờ không biết là sao nữa. Đấy, như quý vị và các bạn đã thấy là ở dưới kia bà con sáng sớm là cũng đã đắp đá được hai cái bên cánh gà này cho các bạn. Bên trên ấy. Hiện nay là còn sắp đủ đấy, còn thiếu một tí nữa thôi. Thằng em áo vàng ấy có cái quả dáng đứng bên tre áp hết đấy nhỉ. Mông ra mông và ngực ra ngực chứ. Sắp lấy vợ rồi nhỉ. Anh ơi, chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi à? Năm nay mười mấy? 17 thôi. Năm nay 17, bảy gãy Trường Châu à? Cẩn thận hai càng xây rùa này, đến chiều lại hỏng nhá. Đây, những người phụ nữ, người Mông này, sức khỏe họ rất là tốt các bác ạ. Phải nói là em đẩy cái xe rùa này đến xe thứ 6, thứ 7 là toát mồ hôi hột rồi, nhưng mà các chị phải nói là có cái sức khỏe rất là dẻo dai. Đi bộ nhiều như quen hay sao ấy. Vừa là những người hậu phương vững chắc cho chồng đi làm ăn xa. Ở nhà thì các chị cũng tham gia cái công việc xã hội ấy. Rất là tốt. Đây là phía dưới toàn cảnh anh em làm đất ở phía dưới này để hoàn thành nốt cái cống này các bác ạ. Đây em đưa các bác lên phía trên này thăm những cái cây chè. Phải nói là cũng cách 2-3 mét thôi. Những cây chè này cổ thụ đẹp lắm nha các bác nhá. Đây là những cây chè cổ đấy. Ở miền xuôi là chồng mình trồng chè là thường thường là đốn từ 7 đến 80 phân thôi, 80cm thôi. Nhưng mà cái trên này là phải trèo lên hái đấy các bạn. Những cái búp chè tươi ngon này phải nói là cũng ít được bác được thưởng thức lắm. Chè trên này rất là đặc sản. Chè cổ đấy. Đây các bạn, hôm nay ba anh em lên thì có chuẩn bị một ít thịt này, ít đậu với ít rau đấy. Thì chắc nhờ nấu cơm nhà A Vạng nhỉ. Tí đem về nấu cơm hộ bọn anh nhá. Vâng. Đấy rồi. Vậy cho đậu làm thế nào đấy? Đậu á? Đậu đem về nướng lên thôi.
Đang trêu em ấy. Đậu chắc ăn sống đấy em ạ nhỉ. Đừng nước nóng nóng thì cho vào thì ăn sống. Chấm muối ớt. Bây giờ tao lại tính nó sẽ sức nhá. Có kia cả chiều sẽ lưu sức nhá. Ôi dồi ôi, kia quăng nhá rồi chờ. Đây sáng sớm thì A Quỳnh có mua thức ăn lên rồi các bác ạ. Giờ nhờ chị gái kia đem về nhà để nấu cơm đảm bảo cho anh em trong công việc buổi chiều ngày hôm nay. Không, nếu mà bia bọn em uống thì uống, còn anh có uống bia đâu. Bia rượu không uống. Uống rượu, không uống rượu, uống rượu á? Không. Mẹ ăn gì? À, anh uống nước thôi, nhưng uống rượu đâu. Uống được nhưng mà uống ít, nhưng mà bây giờ để đảm bảo công việc buổi chiều hôm nay thì... Bác Tài hôm nay khiêm tốn thế. Kiểu như kiểu làm tiếng ấy. Nước lọc thôi. À, vua rượu Yên Bái rồi vẫn còn hôm nay lại sợ rượu à? Căn bản là đang ốm các bác ạ. Không không uống được. Bác Tài không uống được rượu đâu các bạn ạ. Đây chưa gì sao hóa. Đã không uống là không uống. Mỗi lần uống là phải vài lít. Đúng rồi. Một tháng rồi nên uống 2 bữa thôi. Mỗi bữa được khoảng 2 lít 2 là vừa rồi. Đấy là những ngày mương, những ngày không đi làm gì thì mình mới uống thôi, cho còn hoặc là hội hè gì thì uống vài chén thôi, nhưng mà để đảm bảo cho cái công việc ấy thì mình cũng không uống. A Vảng 595, vừa nãy là cô gái, vừa nãy là vợ của A Vảng đấy các bạn. Sinh năm 92, ông này thi công trẻ đấy. A Vảng á? Vợ A Vảng 95 à? Quan trọng gì nhỉ, chủ yếu là thích chứ. Thôi, đủ nói các cụ nói rồi. Là một này, còn phải hợp nhau nữa anh nhỉ. Gái hơn 2, trai hơn 1, đâm ra lấy vợ nó lớn tuổi hơn tí thì chồng đỡ nghịch. Hơn hẳn. Đấy, quả đổ ven này hơi chất đấy. Đây sáng sớm bọn em lên khoảng 7:30, 7:15 mình bắt đầu lên dốc, 7:30 lên đây thì đã thấy các bác, các chị, các anh đã xếp được cái hai bên cánh gà này rồi. Đấy đấy, cẩn thận nhá. Tí kẹp mất chết con gà cái thì thôi đấy. Được anh. Được cua 90 luôn đấy. Đấy còn thiếu một chút nữa thôi các bác ạ. Ở bên này chắc còn khoảng lên cao khoảng 50 phân nữa thì tuyệt vời. Bởi vì... bây giờ san ra khéo gần đủ đấy. Đúng không? Cứ đổ thêm vào mai kia nó nén xuống mà. Ờ thì chắc phải cho cao hơn 2-30 phân. Đúng rồi, đúng rồi. Còn điểm này thì bằng mặt đá rồi, cái đá như thế này là đủ. Bởi vì là tính cái độ lươn theo cái độ dốc ấy. Thì đoạn này nó có thể chênh với cái đoạn kia là tầm khoảng 6-70 phân gì thôi. Chênh với cái mép bê tông này nó được khoảng 50 phân. Đang đà lên dốc thế này thì đủ đất rồi, nhưng mà bên hai cái bên đầu cống này thì nó còn thiếu một chút. Đây, như cái đoạn này nó đang bị thiếu đây. Đoạn này và cái đoạn chỗ con gà vàng vàng này là bị thiếu. Đây, quay như này thì các bác sẽ biết được cái độ dốc từ cái mép bê tông bên này và cái mép bê tông bên kia không chênh nhau là bao nhiêu đâu các bạn. Chỉ tầm khoảng 4-50 phân gì thôi. Đang tạo đà nó lươn dốc thế này là đẹp đấy. Bên cái đường đang đi này thì đủ rồi, nhưng mà còn bên cái chỗ đất đỏ ấy, mình có thể san ra. Nhưng mà nó vẫn hơi thiếu một chút. Để đảm bảo cho công trình mai sau này còn lún ấy. Phải qua 1-2 trận mưa thì anh em bắt đầu mới cho giải B40 và đổ bê tông sau. Bây giờ chỉ còn cái nền đất thôi các bạn. Sợ nó lún. Con chào bà nhá, chào chú ạ, chào cô nhá. Sáng nay làm gì được chú? Vâng. Đây là mẹ của chú đấy à? Vâng. À, có chào cụ nhá. Cụ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ à? Hơn 80 tuổi đấy. Vâng, hơn 80 tuổi rồi không ạ? Đây các cụ ở trên vùng cao này rất là khỏe, vẫn còn đi lại được em. Đi nương đi dãy bây giờ còn đi được không à cụ?
bây giờ không nhớ đâu. Cũng quanh quanh nhà trẻ đuổi củi trẻ đón thôi nhỉ, nấu cơm cho các cháu đi làm. Úi giời, làm sao được làm thế, từ từ thôi, đi từ từ thôi, nó hỏng hết xe đấy. Xe này mình đi mượn à? À Tú mua hả? À xe của A Tú á? À, từ từ không có là hỏng hết à, đây còn mình còn làm nhiều chứ. Đây nếu mà không có cống thì các bác biết đấy, những cái mận cái đào ở trên này thì không biết là trôi từ núi nào xuống mà đến, hay là rơi từ trên cái xuống. À mình nghĩ là trôi rơi ở trên vườn thì xuống. Đấy, nhất thủy như nhì hỏa mà nó tàn phá khủng khiếp, sụt lún hết từ trên. Các bác nhìn, nếu mà cận cảnh em zoom lại các bác xem nhá. Đây cái mương này nó, cái đỏ đỏ ở trên này nó sạt ở trên đỉnh đồi xuống các bạn, theo khe nó sạt xuống tạo thành một cái dòng chảy xói mòn xuống, vực rất là sâu. Nếu đoạn này mà không làm cái cống này thì chắc chắn hai bên này sẽ phải di rời dân, mà nếu mà không di rời thì nó sẽ sụt lún xuống đây hết. Đây, chi tiết xung quanh thì các bác có thấy cái nền nhà này người ta cũng không dám ở nữa mà đã di chuyển đi rồi. Đây công trình phụ không còn gì nữa. Còn mỗi một cái gọi là cái van nước ấy, họ lấy nước sạch. Chắc đây là nhà nước cho sao, nhưng mà hiện tại đã bị sụt lún hết rồi. Đây mình đứng ở đây là nó đứng ra ngoài mép vực rồi đấy. Đây nó để ăn sâu vào đến trong này cơ mà, rất là nguy hiểm. Đây nếu mà qua một nửa mùa mưa nữa thì các bác sẽ biết là cái sân nhà kia sẽ xuống luôn. Đây cập nhật bằng mắt thật luôn để em zoom lại cho các bác xem nhé. Đấy, hiện nay nó ăn hàm ếch vào khoảng 5-70 phân rồi. Còn đây là cái buồng tắm hay nhà vệ sinh hay chuồng gà gì em chưa quan sát phía trong, nhưng mà nó đã sụt lún về bên phải rồi, nghiêng quá nặng rồi. Nếu mà không nhanh thì mùa mưa này xuống hết. Cái khẩu súng này gợi nhớ cho mình cái thủa còn chăn trâu cắt cỏ ấy các bác. Cũng hay nghịch cái súng này lắm. Đâu, hai anh này thử bắn cho chú ấy nào. Bắn phát xem nào. Xem ông nào to nhất thì xử lý trước. Vâng, lúc đấy vừa rồi hai em nhỏ cho mượn cái khẩu súng này các bác ạ. Lâu lắm rồi, từ thời chăn trâu cắt cỏ rồi mà quần đùi Thái là đi đi thả trâu là có hay có cái này này. Tao đeo vào cổ đi. Bên này là một túi sỏi, bên này là một túi quả gì nhỉ? Cái quả gì ở trên rừng nó tròn tròn đấy nhỉ? Mình hay bắn đi. Em không biết nói tiếng Kinh quả đấy. Nhưng mà em bắn súng thì không chuẩn mấy đâu. Nói chung là biết bắn. Không chuẩn. Đầu tiên là mới bắn thì ai cũng tưởng là như thế này thì chuẩn, nhưng mà mãi về sau mình bắn khoảng 2-3 năm mình đi thả trâu ấy thì ngắm lần ngắm như này thôi là chuẩn hơn các bạn ạ. Lấy cái thước ngắm như này là nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Cũng quá 11 giờ rồi các bạn. Thì anh em ở trên này cũng mệt rồi thì cho 11 giờ 31 rồi. Thì cho anh em nghỉ thôi để đảm bảo sức khỏe buổi chiều ngày hôm nay làm tiếp nha. Được rồi, ít ít thôi. Tí nó hỏng hết xe. Sáng nay có mua cái cuộn lưới kia nên mình mua áng 15 mét thôi. Bây giờ xuống đo thử xem chiều dài của cái cầu này. Đấy, tí nữa xuống hai anh em cho kéo thước đo xác, xem là nó chính xác là bao nhiêu. Mình mua xem nó thiếu bao nhiêu để mai lại mua tiếp. Đâu có đi được không? Để anh đi. Cuối rồi. Rồi đi 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 các bác ơi. Phải xe đi rồi. Bây giờ hiện tại là anh em mình mua có 15 mét B40 thôi các bác ạ. Em đo thực tế xem là nó bao nhiêu mét. Thừa thiếu như nào thì mai mới quyết định là mua. Chấm vạch luôn nhá. Rồi 14 mét. Ôi thì thừa 1 mét được rồi, thoải mái. Hiện tại đo thực tế là được 14 mét các bác ạ. Em mua, anh em mua lên là có 15 mét thì thiếu 1 mét thôi, chả sao cả. Thì lại mình sẽ đổ cái lòng rộng của cái đường này là 1m2 bằng cái tấm lưới luôn. Đây bây giờ hiện giờ anh em mình san ra để làm cái mặt bằng
xem là lượng đất nó thừa thiếu như nào để đảm bảo cho cái mai sau nó bị sụt lún đi. Chắc chắn là nó sẽ tụt xuống khoảng 5-10 phân, có khi còn đến 10-12 phân ấy, bởi vì là chưa mưa trận nào đất nó còn tơi. Bây giờ san ra xem cái mặt bằng nó thế nào đã. Nào, buổi sáng này lên thì trao đổi với dân bản thì dân bản bảo là hôm nay đi làm bù công trả công cho nhà nào ấy thì chưa tham gia được. Thì anh em cũng cùng với anh thanh niên này làm trước, xong là ngày mai à, buổi sáng mai đúng không? Buổi sáng mai. Buổi sáng mai trở đi thì dân mới tiếp tục làm đường được các bác ạ, mới tập trung toàn bộ được. Vâng, về phía bên này thì buổi sáng nay có mấy bác chở vật liệu thì cũng không vào góc quay được, các bác có thể không nhìn thấy được, nhưng mà từ sáng giờ đấy mấy xe ở bên dưới còn đang, hiện giờ còn đang quay lại để ăn cơm. Nhưng mà hình như là anh ấy báo cáo là về chỗ nhà dưới ăn cơm thôi, tí nữa chắc là cũng chiều nay là tiếp tục công việc xong. Giờ hiện tại là 12 giờ kém rồi, mình bây giờ em bắt đầu về ăn cơm thôi. Đây, quay cái điểm này. Điểm này là nó bị lún rồi các bác nhá. Hiện tại nó đang lún, tức thiếu khoảng 50 phân đá nữa. Xếp cao lên tầm này thì tốt. Sau này mình đổ bê tông là vừa. Đầu trên hiện thế. Nhưng mà buổi sáng mai thì dân tình mới tập trung đông đủ ấy, mới làm được cái việc này. Còn chiều nay cùng mấy anh thanh niên đổ đất ạ. Bây giờ thời gian cũng muộn rồi các bác nhá. Theo chân mấy anh em lên nhà A Vảng. A Vảng xem là cơm canh thế nào rồi. Nhà A Vảng ở tận đâu đấy? Ở trên này á. Cũng sắp đến nhà A Vảng rồi các bác ạ. Đây là nhà A Vảng đấy à? Vâng, đến nhà A Vảng, A Vảng chùa. Vàng gì? Nhà Vàng trên này. Đâu? Này lại lên. À không phải nhà Vàng này đâu, đâu gì? Bình nhầm. Đây ông mà. À. Đây là nhà Vàng. Thôi A Vàng đi trước đi. Đây là nhà A Báo. A Báo à? A Báo. Hiện tại cái con đường của A Tú này đã mở xong rồi thì hàng hóa và tất cả các nhu yếu phẩm từ dưới miền xuôi lên và các hàng hóa từ trên này xuống như măng miếc này, măng khô, măng tươi thì được các cái thương lái ở dưới nghĩa lộ lên lên thu mua đấy các bạn. Cái này vợ áp báo đi à? Đi lấy à? Hiện giờ mức giá ở trên này được bao nhiêu rồi? Nếu mà so với hồi xưa cái phải gắn xuống. Cái này măng gì táo rồi? Măng gì đấy? Chơi nhau được. Măng nửa à? Anh là ở dưới nghĩa lộ lên hả anh? Vâng. Thì trước đây không có đường là bọn anh lên mua măng kiểu gì? Đi bộ à hay là dân gánh xuống à? Dân gánh xuống. À đấy. Cái này báo lên lấy tận đâu? Trên đằng sau nhà này á. Rất là vất vả các bác ạ. Nếu mà không có đường A Tú này thì gia đình các hộ dân ở trên này vận chuyển hàng hóa xuống để giao thương với các vùng miền xuôi thì phải gánh bộ hết. Hoàn toàn là đi bộ. Chứ không phải đi xe máy như hiện giờ. Trước đây đi được xe máy nhưng mà chỉ có đi mua hàng nhẹ thôi, đi lấy cá mắm nào là mắm muối mì tôm. Nhà áp báo rộng thế. Còn không chở được cái hàng nặng này lên đâu. Lên xuống đâu các bác ạ. Độ dốc quá. Chắc phải trên 12%. Đây là các bà con hưởng lợi trực tiếp từ con đường này các bác ạ. Giá đầu tiên là 11 mà hiện giờ xe máy của thương lái lên mua là được 20 rồi. Thì lên được 9 giá. Thì các bạn biết là 9 giá đấy thì nếu mà 1 cân măng bán được 11.000 tại đây so với năm ngoái năm kia thì năm nay đã bán lên 20.000 thì bằng 1 gấp đôi. Vậy 1 kg măng tìm từ rừng ra đến nhà ấy thì hiện tại là bằng 2 kg của năm ngoái. Giá thành lên gấp đôi đấy. Rất là tuyệt vời. Đây hiện tại thì nghe mình ở nhà Vàng đâu nhỉ? Ở đây, bên đây à? Nhà Tình Nghĩa. Nhà của Bộ Công an làm cho đây. Nhà Tình Nghĩa đấy. Vàng ơi, vào bên nào đấy? Bên... vào bên nào? chào em nhé. Đây bên này là người Mông, là bên này cái cửa này không phải cửa chính đâu, thường thường là họ mở vào cái cửa nách. Em gái nhá. Nấu cơm xong chưa? Chưa. Anh ngó nhà bếp tí nhá. Đây rồi, bên trong này. Ở trên này tiện nước lắm nhỉ. Ô, chứ cọc thế kia luôn. Cái này cho bếp của nhà A Vàng để láng một cái nền xi măng cơ.
Đây, bếp đây. Ôi, mùa này mà đun cái bếp này ở dưới chắc không đun được. Mình xuôi, mình ngược này, không khí nó có thể là thấp hơn 1-2 độ. Tối thì nó lạnh mà. Ừ, còn đun được không ạ? Anh vào đun nhà được. Ừ, đây cũng... An Linh, có phải không? Vâng. An Linh nhá. Đây là vợ của A gì nhỉ? Quên đâu, cái tên nào? A Vàng. À, đây vợ của A Vàng đấy, như trong hình ảnh, trong video vừa rồi các bác đã thấy là chị rất là chịu khó. Vừa đảm việc nước lại rất là chịu khó tham gia công tác xã hội, làm đường, làm cầu cống. Lúc nãy anh em thì có cho chị này nghỉ trước về làm cơm. Nhưng hiện tại là ở trên nhà không có bếp ga, nấu bếp củi nó hơi bị ấy một tí các bạn ạ. Hết sức thông cảm, anh em cũng thông cảm thôi, bởi vì là lên đây thì trên phía trên này thì điều kiện kinh tế là cũng còn khó khăn ấy. Cơm nước cứ bình bình là đun bếp củi như thế thôi. Đây vào chào phía cả trong nhà của A Vàng thì nhà rất là rộng các bạn ạ. Nhà rộng đẹp thế nhỉ. Cái này thì ở dưới mình thì nếu mà làm rộng như này mình cứ tưởng giống như kiểu quán bia ấy. Rộng nhỉ. Cái này bán bia đâu mà làm gì. Có. Măng ớt. Bạn làm măng ớt này lâu chưa? Lâu rồi, cái này không có ớt. Cái này lấy măng gì làm nhỉ? Cái ớt, măng ớt này này. Măng sạt. Măng sạt à? Ăn nó không he nó quá bây giờ. Anh làm có cái loại măng ớt ngon lắm các bạn. Hình như anh A Vàng chưa thả ớt vào đâu nhỉ? Chưa cho ớt vào đâu? Đúng rồi, cái này măng ớt. Chỗ này nuôi con gì đây? Con gì con này? Chim cút ạ. À, chim bồ câu. Bồ câu hay chim cút? Một đôi bồ câu nhưng mà hiện tại là anh chưa thuần hóa được nó ấy. Anh nhốt vào đây tạm. Cái nhà này là không biết là làm bằng cái gỗ gì, Linh biết không? Gỗ nhiều loại gỗ đấy. À. Cái này chắc gỗ xến này nhỉ? Xến này. Từng lúc nhỏ. Còn cái ván nữa. Cái đòn tay hơi dày. Gỗ rất là đẹp. Không bao giờ. Rất là chắc. Tấm được cũng thế phải. Ván này thì chắc là cái gỗ cũ thôi. Cái ván cũ xong lại trà đi. Đòn tay để 5 năm chứ. À, đòn tay vuông chứ. Nhà này thiết kế kiểu gần nhà vuông đấy. Vì hai cái bên chiều rộng với chiều dài nó gần bằng nhau. Đây các bác ạ, à, sáng nay em mới có đau tay, hỏi em nghỉ nhưng mà không có ai để làm ấy. Hôm nay dân nó đi hộ với nhà nào ấy, giả công xây dựng nhà. Rồi cái tay này là em bị sao đây, bong cơn à? Bị lầy đây. Lầy khớp à? Ừ. Lấy lại khớp chưa? Lá rồi, hôm qua nóng bầu, lá thì chưa lá được sao. Nhưng mà không ra viện lấy thuốc à? Không. À, thế thôi chiều nay nghỉ đi, không ngó là nó sưng lên là đau lắm đấy. An ninh TV à? Lẻ. Đang thiết kế món cá chim này. Đang nấu món cá chim. Cá chim thì nấu cái gì đây? À, nấu gì em? Rán các kiểu ấy. À, rán à? Rán à, cá rán ngon chứ? Không, rán thì lại có cái khác nấu. Hả? À. Cái này có dọc mùng với lá tía tô về nấu ăn ngon lắm. Nhà A Vàng thì mình thấy một cái điều rất là hay là trước là nhà người Mông thì người ta thường làm cái bếp củi ấy, ở trong nhà các bạn ạ. Nhưng mà nhà A Vàng thì làm riêng rẽ một cái nhà bếp ra phía ngoài này thì nó không bị khói ấy. Tấm rẽ không bị đen đâu. Nhà cũng luôn giữ được cái sạch sẽ, cái sáng bóng của cái tấm và cái cột này. Phía bên này là cái bàn thờ đây. Đây có ba cái này là lông gà chứ A Vàng. Nhà em là có làm nhiều ruộng không? Ruộng ấy. Ừ. Ruộng ít thôi. Đi không có thì không có nước làm. Không có nước làm đi làm thuê ở dưới. À. Thuê ở dưới. Tức là mình làm thầu xong là mỗi vụ là mình cho người ta bao nhiêu thóc đấy đúng không? Ừ. Một vụ này thì tính thóc cho nó thì thường bao nhiêu thì lấy.
Thế ngoài ra thì có làm lúa nương không? Lúa nương ấy. Bây giờ không làm rồi. Năm nay không làm. Trồng ngô vào. Ngô ruộng khô nữa, trồng ngô rồi ruộng. À. Thao để bố mẹ rồi. Để ở bên nhà bố mẹ á? À. Nhà bố mẹ ở đây xa, ở cách đây xa không? Ở dưới đây. Ở dưới cái nhà tấm xanh xanh ấy, dầu tấm xanh. À. Ở trên bản này là không có ai. Thế mọi khi là mình là đi sát thóc là xuống tiệm dưới bản người Thái dưới kia sát chứ? Ừ, sát, sát ở dưới chợ gạo lên. À. Đây vẫn có máy sát thì máy sát không đủ. À. Sao ở trên này có máy sát mà lại không sát ở trên này à, Á Vàng ơi? Lúa nó đang ở dưới thì để dưới thôi. À, đi sát lúa ở dưới thì sát ở dưới luôn. Sát ở dưới lên, chợ gạo lên. Ừ. Anh lại tưởng là ở trên này chưa có điện thì nó ấy. Máy sát nó không được sạch. Không sạch máy. Cũng không sạch bằng điện lưới quốc gia đâu gì. Ừ. Ở trên này cái máy sát là bằng điện nước à? Trên này điện nước thôi. Ừ. Để miếng to hơn được mà em. Không cần mỏng quá thôi mà. Ăn chính ơi, ăn chính nha Thảo ơi. Và ăn cơm đi. Hôm nay cũng muộn rồi các bác ạ. Xin mời các bác cùng ăn cơm với gia đình nhé. Lên ăn cơm đi em ơi. Các cháu các em vào ăn cơm đi. Ăn cơm này. Vâng chú. Ờ. Vào ăn luôn. Anh thôi. Anh thôi, chú già lắm rồi. Chú được, con chú bằng tuổi mày rồi đấy. Đây là hôm nay vợ A A Vàn nấu cơm ngon lắm các bạn ạ. Nó đam mượn các anh. Thịt lợn thì với lại cà chua. Xào với cà chua. Hoặc cà chua. Đây là có đậu 4 món. Ăn sống luôn thôi. À đúng, đậu 4 món, 4 món cả canh ấy chứ. Ngon phết nhỉ, ai giả can. Cà chim rán theo tay giật. Cái này ươm nhá. Đây là mỡ lợn ngựa chứ không phải dầu rán nó hơi. Thịt xào diêm cà chua. Đây, ngồi vào đi. Đây này là món cải mông các bác này. Truyền thống luôn đấy. Ăn cơm đi. Thế thôi mời em ăn cơm nhá. Cơm đi. Sao là ngon thì nó chỉ là cái ôi cống nó gà dưới mà chúng nó. Bây giờ nên sử dụng chó rồi. Đây là chị. Là xin xin quá. Xin xin quá. Sau khi các anh em ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lúc thì bây giờ lại tiến hành đổ nốt cái phần đất này cho nó đủ ở nền luôn các bạn. Chiều nay nắng quá. Không chùm này sợ thành ra đen về vợ không nhận ra. Mà may là cái nhiệt độ ở trên này nó không gay gắt như ở dưới miền dưới. Đây các bác ạ. Xuống dưới em vợ của A Dì đấy, em gái đang ngồi tước lanh ấy. Thấy anh em nắng quá thì cho mượn cái mũ. Chứ không có là chắc là không cố gắng nổi. Thôi tay đâu để anh ấy ra. Sao? Đá. A Quyền thành bao công tử rồi. Bao công sử. Bao công sử. Phải rồi các bác ạ. Hello. Anh Quyền như kiểu đang yêu ấy nhỉ? Hả? Anh á? Cứ cười thùm thỉm ấy. Quyền nó yêu dở. Nhưng mà yêu vợ hay là yêu ai không rõ. Để anh ghi cho. Yêu sao, yêu từ đấy.
Làm sao mà giống nhau được. Đoạn này đi được chục xe. Nhanh hơn buổi sáng này không? Mai dần đi này. Úi trời, chơi quả kính siêu nhân như ác kìa. Đừng có say nắng thì ngã xuống nha em nhá. Từ sáng em quên cập nhật tình hình cho các bác là cái xe giờ đội giao thông thị xã cũng đang tạm giữ phương tiện vì liên đới đến liên quan đến cái tai nạn mà hai ông bà già ấy đi đám ma về, thế là có uống rượu say sao ấy, đấy loạng choạng nên là hai ông bà ấy quệt vào ấy. Ngày một ngày hai nữa thì chắc mới ra được. Hai ông bà cái thì hôm kia thì bà ấy đã xuất viện rồi, đã tỉnh táo về là thấy trên nhà là thấy bà ấy ngồi dậy đi lại. Bây giờ nói năng thì vẫn còn nhẹ nhẹ đấy, chưa ấy được, chưa khỏe hẳn đấy, chưa bình phục ấy. Còn ông thì đang nằm viện các bác ạ, chắc còn phải tuần nữa thì mới xuất viện được. Còn phương tiện thì cả hai phương tiện đều được đội giao thông thị xã lên lập biên bản về xử lý vi phạm tai nạn gây tai nạn và mất trật tự an toàn ở trên đó, thì hiện giờ nó mang về đội thị xã Nghĩa Lộ rồi. Đi đâu đây? 4 năm hôm nay rồi mình không đi chở vật liệu được ấy, cũng mong là lấy được ra sớm thì anh em mang đi chở vật liệu thôi. Còn nguyên nhân tai nạn thì mình cũng kể thêm cho các bác biết là hai ông bà đi đám ma về, không biết là chia buồn kiểu gì, là uống rượu say rồi mình chuẩn bị báo cua, mình thấy hai ông bà loạng choạng ở ngoài cánh đồng ấy, cách khoảng cũng xa đấy, 50-60 mét gì đấy. Thì mình có táp vào lề đường rồi, phanh lốc kê, mở cửa phụ ra định xuống, nếu mà thấy vào gần là mình ôm rồi nhưng mà không kịp. Vừa ra khỏi là ghế chính thì bám được vào cửa bên phụ thì bên này là thấy quệt dầm phát vào. Thế là cái đùi trái của ông ấy là bị đâm vào cái cây rào chắn cái bình dầu ấy, có rách dập cơ phía đùi trái và bị rách ở bên trán. Mà ba người lại không ai đội mũ bảo hiểm nữa cơ, thế ảnh hưởng cái phần đầu, rách cả trán, bà thì rách ở đằng sau chẩm. Ông thì rách đùi rách trán, còn cháu trai thì không được gì. May qua đấy thì mình cũng nhờ được mấy bác đi đường, bây giờ không biết cái biển số xe để mà gửi lời cảm ơn. Qua cái video này mình cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là bà con dân bản, bà con đi đường ấy, thì có giúp đỡ ông bà và mình đưa đi viện, đưa ông bà đi viện. Có một bác thì đi hướng từ Trạm Tấu xuống, con bác xe cứu thương ấy, thì mình thấy bà kia là có vẻ là tình hình nghiêm trọng hơn, thế là mình nhờ cái một bác đi đường ấy hướng cũng từ Trạm Tấu xuống, thì nhảy lên xe máy mình đưa đi vào viện trước, thì quay lại sau thì có anh em báo là có một xe cứu thương bên hướng từ Trạm Tấu, cũng từ Trạm Tấu xuống thị xã, thế là anh cho đi nhờ, thế là đưa ông với lại cháu đến sau. Mình vừa vào đến cửa thì ông với cháu cũng đã đến nơi, mà đến đó thì mình có đóng viện phí từ các cái gọi là tiền khám bệnh ấy, các cái tiền chụp chiếu là mình cũng đã gửi cho bác sĩ và làm cái cấp cứu này trước, bởi vì là rất cấp bách. Sau đó là chụp chiếu từ cắt lớp CT, X quang, siêu âm thì cũng đã được các bác sĩ thăm khám. Sau nữa là về chuyển về khoa hồi sức. Thì giờ hiện tại thì ông đã không đi lại được, nhưng mà hiện tại là đã ngồi dậy và cũng di chuyển thì bằng nạng đấy, vì nó dập cơ đùi. Còn về phần đầu liếc não liếc thì hai ông bà cũng không sao cả, ngoài qua cũng có là ảnh hưởng trên não thì rất là nguy hiểm. Thế bà cũng ảnh hưởng về phần tụ máu não, nhưng mà được các bác sĩ dùng cái thuốc chuyên điều trị về cái lĩnh vực tụ máu não ấy, thì bà ấy khỏi cũng đỡ nhanh hơn ấy, cũng xuất viện sớm hơn thôi. Về phía gia đình thì đã cho bà xuất viện
Và cũng qua video này thì mình qua cái vụ tai nạn này mình cũng rất mong là tất cả các bà con vùng cao, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những cái vùng như phía trên này thì cũng nên là tiếp thu những cái tuyên truyền của bên giao thông cũng như là y tế về tác hại của rượu bia. Và tất cả các cơ quan có chức năng thì hãy tuyên truyền cho dân chúng là không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đây làm gây ảnh hưởng rất là lớn đấy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông cũng như là ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương của những vùng miền mà có những người hay rượu chè kiểu này, người dân hay uống rượu kiểu này. Thôi muộn rồi anh em, nắng nôi lắm, xuống nghỉ. Lúc ra xem san gạt như nào đã, tình hình là đất cũng sắp đủ rồi các bác nhé. Để kiểm tra lại xem nào. Em đang làm gì đấy em? Hả? Chị Phong hay à? Đang làm quần áo ra cho bố mẹ. À, quần áo dân tộc của mình đấy á. Cây này nó là cây gì ấy? Cây lanh à? Hay đây? Bao hà để cho nó vô hà trái nè. À, cái này chắc là cây lanh, phải lanh các bác ạ. Cái này chắc lắm nhá. Hả? Cái này mình trồng một năm thu hoạch một lần hay là mấy năm mình mới thu hả chị? 3 tháng thu một lần, nhưng mà một năm thu một lần thôi. À, yeah. Thế là tuốt cái sợi này ra xong là mang đi làm thế nào thì nó mới ra sợi chỉ được? Không nên nói. Cái này hình như là họ đem về ngâm nước đúng không? Ngâm nước trong vỏ à? Cái tay này, nhưng mà... Cái này Bao hay. Chị Bao hạ tới cho mình vốn đầu giờ 200. Cái này ở vùng chỗ em cũng không có, nên ra là cũng không biết nó là làm như nào để ra được cái sợi chỉ để dệt được cái tấm vải. Thì chắc cái thời gian làm ra cái mảnh áo thì chắc cũng phải rất là lâu. Các bạn mất thời gian lắm. Ô lê là gì em? Làm như thế thì mất thời gian nhọc cố đấy, mấy năm mới được đấy. Mấy năm mới được một bộ quần áo á? Vâng, ô lê chỉnh trọng cho số ô thang như chỉnh thấy nhà cho số. Cái này chứng tỏ cái... Mình làm như mà mình không biết làm thì mình thuê cho họ nó làm thì mới tình nhọc cố đấy. À, thuê họ làm thì mất bao nhiêu tiền đấy mà thuê họ người làm ấy? Thế là các du khách nước ngoài là thường là mua cái đồ đan bằng tay này là đắt là phải rồi nhỉ. Nhìn thấy các cái đồ thổ cẩm này chắc là làm thủ công này đắt lắm. Thôi giờ cũng ngồi nghỉ được vài phút rồi anh em xuống cập nhật cái tình hình ở đất ở dưới này xem thế nào. Ô, con chó xù này đẹp nhỉ. Cái này mà ở phiên chợ phiên Bắc Hà thì con này rơi khoảng 3-4 triệu luôn đấy các bác ạ. Đúng chuẩn xù Bắc Hà luôn. Đây các bác ạ, ở A Quyền thì camera kiếm thợ thổ. Hồi xưa thì trước cách mạng tháng 8 có từ thợ đấu ấy, là ông này chuẩn nhất. À, hôm nào A Tú sẽ dẫn bà con tá trơ này sang bên Văn Yên hỏi kinh nghiệm trồng quế các bác nhé. Vì ở đây đang triển khai cái dự án đây trồng quế để phát triển kinh tế. Mình nghĩ nếu mà sang bên đấy là cây trồng quế thì nó rất là tốt đấy. Bà con sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, được mở rộng tầm mắt hơn về các cái cách chăm sóc này, khoa học kỹ thuật và có thể là cả những cái đầu ra cho sản phẩm nữa. Hiện giờ theo quan sát của mình là thì các cái đất anh em vừa đào từ buổi sáng đến giờ thì cũng đã đủ rồi các bạn ạ. Cái này thì san gạt đến mặt bằng thôi. Bọn em sẽ san ra và để nó nén một thời gian nữa các bạn nhé. Thì khi đó mới dùng đến cái lưới B40 này giải ở trên và đổ bê tông. Bởi vì bây giờ đổ luôn thì nó không, đất nó chưa nén. Đổ như vậy thì nó sẽ chống được lún đấy. Và khi nào thực hiện cái công đoạn đó thì anh Ninh sẽ trực tiếp lên đây chỉ đạo cùng làm cùng với bà con. Đây, sau khi A Quyền thợ đấu cùng chị em san nền thì
cùng nhau khênh cái B40 này gửi gia đình này đấy các bác ạ. Để cho tiện vận chuyển mai sau cho nó gần ý. Nặng đấy. Mai sau mình làm cho nó vận chuyển nó gần. Ôi trời, rách quần. Khênh về 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 đằng trước chỗ cái chuồng gà kìa em ạ. Về hướng kia ở đây đấy. Để mẹ ở bên này, yên này này. Được không? Không, tí trẻ con đá vào chảy máu ra ngay đấy, nó cắt đấy. À, để đây đi. Dựng lên không có trẻ con nó đá vào đứt chân đấy. Đây hộ gia đình này thì cũng hình như là không ai ở nhà rồi. Đi vắng hết rồi. Ok, công việc hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Tới đây thì anh em team tiếng gọi vùng cao cùng bà con Tà Trơ xin phép được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nhé. Rồi. Xin chào mọi người. Ok.